Xin chào tất cả các thành viên của kênh Hy Design. Chắc hẳn khi nhìn vào các mẫu họa tiết như thế này thì không ít bạn thắc mắc rằng chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta có thể tạo ra được các mẫu họa tiết. Vậy thì hôm nay kênh Hy Design sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tạo mới, chỉnh sửa các pattern bên trong bản swatch. Trong bản swatch, ngoài các mẫu màu cơ bản mà phần mềm cho chúng ta thì các bạn sẽ thấy có một số mẫu pattern có sẵn. Chúng ta có thể áp dụng các mẫu pattern cho các đối tượng có màu đồ, hoặc chúng ta có thể áp dụng mẫu pattern cho các đường viền. Họa tiết pattern có thể được tạo ra từ các đường path hoặc là đường path phức hợp, ví dụ như thế này chẳng hạn. Nên chúng ta có thể tạo ra từ một hoặc nhiều hình, hoặc là các họa tiết hoa văn cầu kỳ phức tạp. Đặc điểm của họa tiết đó là nó thường lặp đi lặp lại và liên tục, được nhân lên nhiều lần theo hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo và có không gian tiếp diễn, không gian mở. Cách để tạo họa tiết như thế nào? Ta có thể tạo ra các họa tiết bất kỳ. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một nhóm họa tiết. Ta sẽ nhấp chọn tất cả các đối tượng thuộc nhóm họa tiết đó. Rồi chúng ta sẽ kéo đối tượng giữ chuột và thả vào trong bảng swatch. Ở phía dưới con trỏ chuột các bạn sẽ thấy có một dấu cộng. Lúc này khi chúng ta thả tay ra thì họa tiết sẽ tự động lưu vào trong bảng swatch, giống như là một mẫu màu đồ. Cái phần này tôi đã hướng dẫn qua với các bạn, nói qua với các bạn trong buổi hôm trước mà chúng ta tìm hiểu về các công cụ thao tác với màu sắc bên trong Illustrator rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ đổ màu cho đối tượng này bằng cái họa tiết mà chúng ta vừa tạo. Đó. Cách thứ hai để tạo pattern là các bạn lựa chọn tất cả nhóm đối tượng mà các bạn muốn tạo họa tiết. Sau đó chúng ta vào Object, vào Pattern và vào Make. Lúc này nó sẽ xuất hiện thông báo của Adobe. Các bạn click OK để chúng ta thao tác với bảng Pattern Option. Trong bảng Pattern Option thì các bạn lưu ý một số các cái thông số như sau. Đây là name, tên của pattern. Ví dụ bây giờ tôi sẽ đổi tên nó thành ngôi sao chẳng hạn. Thứ hai, các bạn lưu ý về định dạng của pattern. Ở đây nó có một số các định dạng sau. Grid là dạng lưới. Brick background đó là dạng so le nhưng theo chiều ngang. Phía bên dưới này là định dạng so le nhưng theo chiều dọc. Định dạng sắp xếp theo kiểu lục giác nhưng mà theo chiều dọc. Và đây là sắp xếp theo kiểu lục giác nhưng theo chiều ngang. Khi chúng ta lựa chọn các định dạng sắp xếp hàng cột cho đối tượng thì chúng ta lưu ý nếu như đối với sắp xếp so le theo hàng ngang thì nó sẽ có một phần nữa đó là brick offset. Cái sự so le, tỷ lệ so le của đối tượng chúng ta có thể để mặc định là tỷ lệ so le 1/2, hoặc là chúng ta có thể chọn chế độ so le 2/3 hoặc là so le 3/4, tùy ý chúng ta muốn. Thì các bạn sẽ thấy vị trí hàng cột, cách sắp xếp hàng lối của đối tượng sẽ có sự thay đổi. Tương tự đối với kiểu so le theo hàng dọc cũng như vậy, giữa các hàng sẽ có sự so le về đối tượng, hoặc là chúng ta sắp xếp theo hexagon. Thì lúc này cái phần khung bao quanh đối tượng gốc nó sẽ là dạng hình lục giác, ví dụ như này. Vậy thì lựa chọn định dạng sắp xếp như thế nào đó là do bạn. Bên dưới này chúng ta có một số thông số. Thông số này hiển thị chiều rộng của đối tượng. Đây chính là phần này. Thông số bên dưới này là chiều cao của đối tượng, chính là đây. Đây chính là dấu link để liên kết giữa hai chiều của đối tượng. Nếu như các bạn click vào dấu link này, tắt dấu link, thì khi chúng ta thay đổi kích thước của hai chiều, nó sẽ không thay đổi chiều còn lại. Nghĩa là nó sẽ thay đổi một chiều độc lập. Ví dụ bây giờ tôi sẽ thay đổi cái này thành 25 chẳng hạn. Ví dụ như vậy, đối tượng của chúng ta tự động khép lại gần nhau, đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta tích vào cái dấu link này thì khi các bạn thay đổi một chiều, lập tức chiều còn lại cũng sẽ thay đổi theo. Bên dưới này chúng ta có một cái chế độ đó là Overlap. Overlap là kiểu xếp chồng lên nhau.
có một số các kiểu xếp chồng như sau. Thứ nhất là left in front, nghĩa là bên trái sẽ lên trên. Còn right in front là các họa tiết ở phía bên tay phải sẽ lên phía trên. Cái này là họa tiết hàng phía trên sẽ ở trên so với hàng phía dưới, hoặc là hàng phía dưới sẽ ở lên trên, đảo ngược lên trên. Đây chính là phần sâu của một đơn nguyên họa tiết. Phía bên dưới này chúng ta có cái nút copy là số lượng nhân bản. Ở đây các bạn có thể tích chọn vào bất kỳ một số lượng nào đó mà các bạn muốn. Ví dụ bây giờ tôi kích vào 9x9 chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy họa tiết của chúng ta được nhân lên thành 9 hàng và 9 cột. Hoặc là tôi chỉ chọn 3x5 thôi chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy số lượng hàng cột khác nhau. Nhưng cái này nó chỉ là vấn đề hiển thị trước để cho chúng ta xem thôi. Xem rằng cái họa tiết của chúng ta nó khi nhân lên, nhân bản lên nó sẽ như thế nào. Tiếp theo, ở phía dưới này, Team Copy To, khi chúng ta tích vào dấu tích ở đây, các họa tiết xung quanh họa tiết gốc, một họa tiết nó sẽ tự động được mờ đi và chỉ còn cái số phần trăm nào đó, hoặc là mặc định, hoặc là chúng ta gõ thông số vào đây, ví dụ 50% chẳng hạn. Họa tiết xung quanh nó sẽ mờ đi. Còn nếu như chúng ta tắt dấu tích thì tất cả các họa tiết sẽ có màu sắc như nhau, độ rõ nét như nhau, không bị mờ. Tuy nhiên mặc định là nó thường có dấu tích ở phần Team Copy này để cho chúng ta biết rằng đây là họa tiết ban đầu, họa tiết gốc và đây là những yếu tố nhân bản. Show Type X đó là cái phần khung màu xanh xung quanh đối tượng đây. Khi các bạn để dấu tích, mặc định để dấu tích Show Type X, phần khung bao quanh đối tượng gốc sẽ được hiển thị. Còn nếu chúng ta tắt dấu tích đi thì phần khung cũng sẽ biến mất. Cùng với phía trên của kích thước thì chúng ta có một cái nút nữa, đó là khoảng cách giữa các kích thước. Nếu như chúng ta để mặc định thì các khoảng cách nó sẽ được tính, tổng chiều dài và chiều rộng của họa tiết sẽ được tính bằng mép trên, mép dưới, mép trái, mép phải của các đối tượng, nhóm đối tượng. Và khi nó nhân lên thì khoảng cách giữa các nhóm đối tượng này mặc định là 0, 0. Nghĩa là các đối tượng sẽ được xếp khít nhau theo hàng trên, hàng dưới, hàng ngang, hàng dọc. Thế tuy nhiên là nếu như chúng ta muốn thay đổi khoảng cách giữa các đối tượng thì chúng ta có thể xử lý, một là chúng ta thay đổi cái này, khoảng cách giữa các đối tượng, ví dụ chúng ta có thể thay đổi thành 25, thì lúc này cái không gian của đối tượng sẽ được thu hẹp lại theo như kích thước chúng ta đánh. Còn nếu như chúng ta tích chọn vào đánh theo khoảng cách thì lúc này khoảng cách của đối tượng sẽ thay đổi theo thông số âm và dương. Nếu như chúng ta đánh thông số dương, ví dụ tôi đánh 5 chẳng hạn, 5 chẳng hạn, thì lúc này đối tượng của chúng ta sẽ giãn khoảng cách ra. Cái khoảng cách giữa các đối tượng sẽ được tính bằng đơn vị mm. Còn nếu như tôi thu hẹp lại thông số âm 5, âm 5, thì lúc này cái khoảng cách giữa các đối tượng cũng thu hẹp lại gần nhau, và nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là giao nhau. Các bạn cũng có thể đặt dấu tích link ở đây để chúng ta thay đổi đồng thời hai chiều. Sau khi đã lựa chọn xong cách thức sắp xếp của đối tượng rồi thì các bạn sẽ click vào trang ở phía trên thanh control dưới thanh menu. Như vậy là chúng ta đã có một họa tiết mới tên gọi là ngôi sao nằm trong bảng squash. Lúc này chúng ta có thể tái sử dụng đối tượng đấy, họa tiết đấy. Tuy nhiên nó sẽ chỉ ở trong cái file này, file mà các bạn đã tạo ra đây. Còn khi các bạn tạo ra file mới thì cái họa tiết này nó cũng không đi theo. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho tôi một điều, đó là khi các bạn thay đổi kích thước đối tượng, ví dụ như này, các bạn sẽ thấy rằng kích thước của họa tiết cũng thay đổi theo. Đúng ạ, hiện tại khi tôi thay đổi kích thước của đối tượng thì kích thước của họa tiết cũng thay đổi. Vậy thì vì sao nó lại như thế? Các bạn lưu ý cho tôi một điều, cái này cũng đã từng nhắc ở trong chương 1 rồi, đó là khi chúng ta scale đối tượng thì các bạn nhớ tích vào cái công cụ đó là transform pattern, nghĩa là hiệu ứng về các họa tiết. Khi các bạn tích quả dấu tích ở đây, phóng to thu nhỏ đối tượng, họa tiết, chất liệu pattern đó cũng sẽ thay đổi theo.
Còn nếu như trường hợp mà các bạn không đặt dấu tích ở đây đó, thì khi các bạn thay đổi kích thước của đối tượng, họa tiết sẽ giữ nguyên mà không thay đổi độ to nhỏ đó. Cho nên là nếu như tùy từng trường hợp mà các bạn có thể giữ nguyên kích thước của họa tiết hoặc không. Tuy nhiên là thông thường chúng ta nên tích vào các dấu tích giữ nguyên kích thước của đường nét chốc của hiệu ứng, hoặc là giữ nguyên kích thước của pattern sau khi chúng ta tích lựa chọn thì chúng ta tích ok. Còn nếu như trường hợp những pattern mà chúng ta đã tạo ra rồi, sau đấy chúng ta muốn chỉnh sửa các họa tiết pattern đó, vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào? Hay là chúng ta lại phải tạo mới? Đương nhiên là chúng ta có hai cách nhé. Cách thứ nhất, cũng như tôi vừa nói xong, đó chính là chúng ta sẽ tạo mới đối tượng pattern. Ví dụ trường hợp có từng này đối tượng chúng ta đã tạo trước đó, bây giờ tôi muốn chỉnh sửa, tôi có thể di chuyển vị trí này, tôi có thể thêm hình. Sau đó tôi sẽ lại tiếp tục kéo giữ đối tượng và chúng ta thả vào trong bảng Squat. Thế tuy nhiên là cách thức mà chúng ta làm lại từ đầu như thế thì nó không lên, nó rất mất thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ chỉnh sửa như nào cho nhanh hơn? Đó là chúng ta sẽ click chọn vào đối tượng Squat mà chúng ta vừa tạo, cái mẫu Squat ấy. Sau đó các bạn vào cái mục Edit Pattern ở phía dưới cùng của bảng Squat. Lúc này nó sẽ hiện lại cái bảng Pattern Option để chúng ta có thể thay đổi và chỉnh sửa. Ví dụ như tôi cũng có thể đổi tên, hoặc là chúng ta cũng có thể thay đổi định dạng cho nó. Ví dụ bây giờ tôi thay sắp xếp theo dạng sole, hoặc là tôi cũng có thể thay đổi cái khoảng cách của đối tượng. Ví dụ bây giờ tôi sẽ để 25 chưa đẹp, tôi có thể để 28. Thậm chí tôi có thể vẽ thêm, tôi cũng có thể tạo thêm các đối tượng mới bên trong cái mẫu họa tiết pattern mà tôi vừa tạo lúc trước đó, mà tôi đã từng tạo lúc trước đó. Đây, các bạn sẽ thấy mẫu họa tiết của chúng ta cũng thay đổi theo luôn đúng không ạ? Tôi có thể đổi màu cho nó, tôi cũng có thể thay đổi kích thước của đối tượng. Các bạn sẽ thấy mẫu họa tiết của chúng ta sẽ được thay đổi và hiển thị luôn cho chúng ta xem đúng không ạ? Rất là tiện lợi. Sau khi chúng ta thay đổi xong thì các bạn sẽ click vào Done để kết thúc quá trình chỉnh sửa mẫu họa tiết, mẫu pattern. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo lại một số các cái mẫu pattern mà tôi đã tạo trước đấy để chúng ta có thể quan sát tổng thể cái quá trình chúng ta tạo và chỉnh sửa pattern. Trước hết chúng ta sẽ vẽ lại cái đối tượng như thế này để chúng ta tạo ra phần tử họa tiết cho cái mẫu pattern đó đã. Trong quá trình tôi tạo mẫu pattern mới thì tôi sẽ ứng dụng các cái thao tác với công cụ mà tôi đã hướng dẫn các bạn trước đó ở trong chương 1, cũng như là cách chúng ta thao tác với màu sắc. Thank you.
Sau khi chúng ta group cái nhóm đối tượng này lại thì các bạn sẽ click vào để chúng ta tạo một pattern mới. Đối với họa tiết này thì tôi sẽ giữ nguyên định dạng, đó là kíp dạng lưới. Tuy nhiên tôi sẽ thu hẹp cái khoảng cách của các đối tượng này lại. Hiện tại các đối tượng đã được xếp xít nhau, khoảng cách giữa các đối tượng là 0. Vậy thì tôi sẽ thu hẹp khoảng cách của đối tượng này lại để tạo ra cái sự giao nhau giữa các đối tượng, nhằm làm tăng sự thú vị và sự thay đổi giữa các yếu tố hình đặc rỗng của đối tượng này. Sau khi đã thay đổi khoảng cách rồi thì tôi sẽ click vào nút Done để chúng ta tạo ra mẫu pattern mới. Ở đây do là các cái thông số này thì tôi cũng có nhu cầu thay đổi, cho nên tôi không chỉnh sửa gì cả và tôi click Done. Như vậy chúng ta đã tạo ra được một mẫu họa tiết mới, và bây giờ tôi sẽ áp dụng mẫu họa tiết đó cho đối tượng của chúng ta đây. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong với các bạn các thao tác để chúng ta có thể tạo mới, chỉnh sửa pattern bên trong Illustrator. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.